Hi guys, welcome to loidạyhay.com. Our lesson today is Skill 2, Unit 2, My House. Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với loidạyhay.com. Và bài học hôm nay của chúng ta đó là phần Skill 2, bài số 2, nhà của tôi. Và trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hai kỹ năng đó là Listening and Writing. Bây giờ chúng ta sẽ đến với kỹ năng đầu tiên, Listening. Activity 1, look at the pictures, name each of them. Guess if they are mentioned in the listening text. Yêu cầu của hoạt động 1 là các em hãy nhìn vào bức tranh, gọi tên từng đồ vật và đoán xem chúng có được đề cập trong bài nghe hay không. Thì đầu tiên, chúng ta có number 1, đây là cái kệ sách. Kệ sách thì chúng ta có từ bookshelf. Tiếp theo, chúng ta có từ sofa, nghĩa là ghế sofa. Và tiếp theo, number 3, chúng ta có từ desk, có nghĩa là bàn có ngăn kéo. Number 4, chúng ta có từ clock, có nghĩa là cái đồng hồ. Và tiếp theo, number 5, chúng ta có từ window, là cái cửa sổ. Và sau đây cô sẽ trả lời cho câu hỏi là những đồ vật này có được đề cập đến trong bài học hay không? Task 1. Thing mentioned. In the listening text. Are bookshelf, desk, clock, and window. Nghĩa là những cái món đồ vật được đề cập trong bài nghe là kệ sách, bàn có ngăn kéo, đồng hồ treo tường và cửa sổ. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng di chuyển đến hoạt động tiếp theo, đó là Now listen and check your guesses. Là bây giờ chúng ta hãy nghe và kiểm tra dự đoán. Unit 2. My house. Page 23. Skills 2. Listening. Activity 1. Look at the pictures. Name each of them. Guess if they are mentioned in the listening text. Now listen and check your guesses. My name's Mai. I live in a townhouse in Hanoi. I live with my parents. There are 6 rooms in our house. A living room, a kitchen, 2 bedrooms, and 2 bathrooms. I love our living room the best because it's bright. It's next to the kitchen. I have my own bedroom. It's small but beautiful. There's a bed, a desk, a chair, and a bookshelf. It also has a big window and a clock on the wall. I often read books in my bedroom. Và như vậy là cô và các em vừa lắng nghe xong. Thì trong bài chúng ta đã được đề cập tới thứ nhất là desk, bookshelf, thứ hai là window và cuối cùng là clock. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển đến hoạt động tiếp theo. Đó là activity 2. Listen to Mai talking about her house. Tick, T, 2, or F, phones. Yêu cầu của hoạt động số 2 là các em hãy cùng lắng nghe bài nói của Mai về ngôi nhà của cô ấy. Và sau đánh đó đánh dấu tick vào những câu trả lời đúng sẽ là chữ T và sai sẽ là chữ F. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe lại. Unit 2. My house. Page 23. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen to Mai talking about her house. Tick T, true, or F,
house. My name's Mai. I live in a townhouse in Hanoi. I live with my parents. There are 6 rooms in our house. A living room, a kitchen, 2 bedrooms, and 2 bathrooms. I love our living room the best because it's bright. It's next to the kitchen. I have my own bedroom. It's small but beautiful. There's a bed, a desk, a chair, and a bookshelf. It also has a big window and a clock on the wall. I often read books in my bedroom. Và như vậy là cô và các em vừa lắng nghe xong, thì cô cũng đã điền đáp án. Và sau đây để kiểm tra đáp án thì cô có một đoạn audio script về bài nghe thì các em có thể hiểu rõ hơn. Đầu tiên, My name's Mai, tên của tôi là Mai. Tôi sống ở trong một thị trấn ở Hà Nội. Tên của tôi là Mai. Tôi sống ở trong một ngôi nhà thành thị ở Hà Nội. Tôi sống cùng với ba mẹ của mình và có 6 phòng trong ngôi nhà của tôi. Đó là phòng khách, phòng bếp, 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Tôi thì rất yêu thích cái phòng khách nhất bởi vì nó sáng. Tôi thì yêu thích phòng khách nhất bởi vì nó sáng. Nó thì nằm ở kế bên nhà bếp. Và tôi cũng có một cái phòng ngủ. Nó thì nhỏ nhưng mà rất là đẹp. Có giường, có cái bàn có ngăn kéo, một cái ghế và một cái kệ sách. Và nó thì cũng có một cái cửa sổ lớn và một cái đồng hồ ở phía trên tường. Và tôi thường đọc sách ở trong phòng ngủ của tôi. Thì đó là nội dung của bài nghe. Thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đầu tiên, there are 4 people in my family, là có 4 người trong gia đình của Mai. Cô chọn đáp án là false bởi vì Mai nói là I live with my parents, là tôi sống với ba mẹ của tôi, là chỉ có 3 người. Cho nên cô có thể sửa đáp án ở đây là 3. Và tiếp theo, my house has 7 rooms, nhà của Mai thì có 7 phòng. Tương tự, Mai có nói there are 6 rooms in our house, là chỉ có 6 phòng. Cho nên câu này cô có thể sửa lại là 6. Và tiếp theo, number 3, the living room is next to the kitchen, là cái phòng khách thì ở kế bên nhà bếp. Đây, it's next to the kitchen, nó thì ở kế bên nhà bếp nên đáp án là đúng. Number 4, in her bedroom there is a clock on the wall, ở phòng ngủ của cô ấy thì có một cái đồng hồ treo tường. Cô ấy nói là it also has a big window and a clock on the wall. Cho nên câu này cô cũng chọn đáp án là 2. Tiếp theo, number 5, she often listens to music in her bedroom. Cô ấy thường nghe nhạc ở trong phòng ngủ của cô ấy. Và trong câu cuối cùng, Mai có nói I often read book in my bedroom, là cô ấy thường đọc sách chứ không phải nghe nhạc. Cho nên cô sẽ bỏ câu này là she often read a book in her bedroom. Và đó là nội dung của hoạt động thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển đến activity 3. Writing. Activity 3, answer the question. Trả lời những câu hỏi. Sau đây chúng ta có 3 câu hỏi. Question number 1, where do you live, là bạn sống ở đâu? Thì câu này rất là đơn giản, các em có thể trả lời I live in Hà Nội hoặc I live in Hồ Chí Minh City. Task 3. Number 1. I live in Hà Nội. Tiếp theo, question number 2. How many rooms are there in your house? What are they? Có bao nhiêu phòng ở trong nhà bạn và đó là những phòng nào? Thì cô sẽ trả lời như sau. There are 6 rooms in my house, the kitchen, the living room, the bathroom and 3 bedrooms. There are 6 rooms in my house.
The kitchen. The living room. The bathroom. And three bedroom. Và tiếp theo, question number 3. Which room do you like the best in your house? Why? Bạn thích cái phòng nào nhất trong nhà và vì sao? Thì cô sẽ trả lời như sau. I like the kitchen best. I like the kitchen best because after working, my family gathered together to enjoy the food. After working, my family gathered together to enjoy the food. My mom cooked and we share our story of a day. With each other. Mình thích cái phòng bếp nhất bởi vì sau giờ làm việc, gia đình của mình sẽ sum họp để thưởng thức những cái món ăn mẹ nấu và chia sẻ những cái câu chuyện xảy ra trong ngày với nhau. Đó là nội dung của câu trả lời thứ 3. Và chúng ta cũng đã hoàn thành xong 3 câu trả lời trong hoạt động thứ 3. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến activity 4. Write an email to Mira, your pen friend. Tell her about your house. Use the answer to the question in activity 3. Yêu cầu của hoạt động số 4 là các em hãy viết một email đến Mira, bạn qua thư tín của em, để nói với cô ấy về ngôi nhà của em. Sử dụng câu trả lời trong câu hỏi ở hoạt động thứ 3. Thì đây là nội dung của bức thư. Đầu tiên, các em hãy ghi to là đến, gửi đến ai, và subject là tiêu đề. Tiêu đề là my house, nhà của tôi. Đầu tiên chúng ta cũng chào hỏi. Chào Mira, thanks for your email. Now I'll tell you about my house. Cảm ơn về bức thư của bạn. Bây giờ mình sẽ nói cho bạn về nhà của mình. Đó là câu mở đầu. Và kết thúc, các bạn sẽ ghi what's about you, where do you live. Tell me in your next email on the best. Còn bạn thì sao? Bạn sống ở đâu? Và hãy cho mình biết trong email tiếp theo nhé. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất. Thì sau đây cô có một lá thư, có một bài mẫu để các em có thể tham khảo. Cô cũng áp dụng những câu trả lời trong hoạt động thứ 3. Đầu tiên, chào Mira, cảm ơn về lá thư của bạn. Bây giờ mình sẽ nói cho bạn biết về ngôi nhà của mình. Mình sống ở trong một ngôi nhà ở thành thị, ở Hà Nội với ba mẹ của mình và với em trai của mình. Có 6 phòng ở trong nhà của mình, đó là nhà bếp, phòng khách, phòng tắm và 3 phòng ngủ. Mình thì thích cái phòng bếp nhất bởi vì sau giờ làm việc, gia đình của mình sẽ tập trung và thưởng thức những cái món ăn mà mẹ mình nấu và chúng mình sẽ cùng chia sẻ những câu chuyện trong ngày với nhau. Còn bạn thì sao? Bạn sống ở đâu? Hãy nói cho mình biết trong email tiếp theo nhé. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất. Thì đó là nội dung của hoạt động thứ 4 các em có thể tham khảo trong bài học này. Còn bây giờ cô sẽ tổng kết lại toàn bộ từ vựng mà các em cần ghi nhớ trong bài học này. Cô có từ vựng đầu tiên đó là guess, có nghĩa là đoán. Và
Và từ thứ hai, chúng ta có từ clock, có nghĩa là đồng hồ. Đồng hồ treo tường. Và tiếp theo, từ thứ ba, chúng ta có từ dance friend, có nghĩa là bạn quen biết và trao đổi bằng thư. Thì đó là ba từ vựng mà các em cần ghi nhớ trong bài học này. Và như vậy là cô và các em cũng đã hoàn thành xong những bài tập trong bài Skill 2. Thanks a lot for your watching and have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em sẽ có một ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy hay. Còn bây giờ cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo.